Xin chào cả nhà yêu. Hôm nay em lại trở lại Cao Bằng. Hôm nay là ngày hội Thác Bản Dốc, lễ hội. Tối hôm nay khai mạc Thác Bản Dốc. Đoàn chúng em lại có mặt tại Cao Bằng thân yêu. Đây, bây giờ là ban tổ chức đang tổ chức đưa đón nhân dân miễn phí từ ngoài cổng vào để tham quan. Đây, đoàn chúng em cờ đỏ sao vàng rực rỡ đây. Ôi xưa ơi, mọi người đang mải chụp ảnh. Em lại trở lại Cao Bằng. Hello, hello cả nhà. Hai thành viên của đoàn, trong tất cả là 10 thành viên. Mọi người đã đi trước. Ôi, thích quá. Live stream. Hôm nay đến Cao Bằng từ 5 giờ sáng. Chính thức là phải cố gắng để có mặt tại Cao Bằng đúng ngày lễ hội và đúng mùa thác đẹp. Chiếc đội kia đi nhanh thế. Quá đẹp. Thôi em sẽ quay cảnh cho mọi người xem. Đây nha, đẹp như thế này. Quá đẹp trời. Sáng nay đến thì 5 giờ trời mưa. Sau đó đoàn sau đó là tạnh luôn từ lúc 5 rưỡi. Đấy. Ôi chủ ui, đang tiến lại con thác. Lần này là lần thứ tư em đến với Thác Bản Dốc. Đây là vợ chồng anh chị Nắng Chiều Xuân. Xin chào mọi người. Tất cả đoàn chúng em cờ đỏ sao vàng phấp phới. Đi vào thác. Ôi thác nhỉ, xa xa thác. Em đi co thác Bản Dốc khoảng độ 4-5 lần rồi, nhưng mà chưa lần nào được mỹ mãn thác đẹp. Cho nên lần này đoàn đi, em lại đi. Hai vợ chồng em lại đi. Dưng mà chồng em cậy chân dài đi nhanh quá, cứ đi trước. Bên kia là Trung Quốc nhá cả nhà nhá. Trung Quốc ở cái ngôi nhà, cái hình cái nhẫn đẹp như thế này. Chị ơi, live stream mà sau này họ cắt mất của mình thì hơi phí nhỉ. Thế mình vẫn phải quay thêm video. Bây giờ vẫn vắng chị Xuân nhỉ. May thế. Phát ngay cho nóng chứ quay video không được. Ôi trời ơi, đẹp quá. Mãi live stream này không được chụp ảnh. Xin kéo nào. Em phải đi chụp đã. Em vẫn live stream. Lúa đang chín vàng. Lúa đang chín vàng. Cả nhà vào đây. Tự nhiên xách theo đôi giày khổ thân tôi. Cái là phó nháy Duy Hùng An. Hai phó nháy đang đây. Đoàn của chúng em đi hơi bị đẹp trời. Trên mặt mà rồi, đang live stream. Ok, đây lúa chín vàng đẹp không? Thác đẹp lắm, hôm nay là lễ hội. Đời em là người con Cao Bằng nhưng hôm nay em phải quyết tâm đến được đúng cái ngày hội. Ngày hội non sông, ngày hội của thác. Bây giờ là chưa đông nhưng mà từ giờ đến tối người ở quan khách và người ngoài thành phố vào sẽ rất là đông. Đấy. Bên kia là Trung Quốc nhá cả nhà nhá. Mình ở bên này sông, Trung Quốc ở bên kia sông. Đây là đồng chí Đào Thương. Đi qua thì vẫy tay cái nhá. Đà Bích Hợp đang xem. Viêm Phạm Văn đang xem. Xin chào cả nhà yêu nha. Xin chào. Xin chào. Xin chào Hải Hoi. Đây này, cả nhà nhìn này, đây là lễ hội du lịch thác Bản Dốc này. Hôm nay là chính hội luôn, tối nay khai mạc và sẽ có màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời ở bên thác. Làm cái chính rồi. Tuyệt vời. Bên kia không có thời gian hay đấy. Là mai bọn mình sang Trung con đường Quốc này, để con đường đi lên đây này. Kia có một cái ngôi nhà hình cái nhẫn đây, kìa. Đây. Đấy. Là cầu kính nhá. Trời ơi, cứ mãi live stream bao nhiêu tranh ảnh đẹp như này cũng không xem được nên nè, đẹp quá. Tiến dần vào suối. Chú Thím đi Cao Bằng cháu ơi. Cháu đi về Cao Bằng ngay nhá, ngày mai ngày kia vẫn còn lễ hội. Lễ hội Thác Bản Dốc cực kỳ là tưng bừng luôn.
Thím đi lần này là lần thứ tư, thứ năm gì đó rồi nhưng mà vẫn cứ thích. Sáng nay đi đậm ngầm, ngầm ngao, động cũng đẹp quá. Ôi, cứ mãi livestream này chả chụp được. Cầm hộ em ấy, like em tí. Chị like em tí. Còn bận xách đôi giày. Hello cả nhà. Hello, hello. Chị đẹp chưa? Chị quay lại cái cò này, rừng thông này. Đẹp nhờ? Đẹp quá cơ. Trời, thiên nhiên luôn luôn ủng hộ. Ôi, ra chụp ảnh xích đu đi. Từng người một nhá. Đúng rồi, phải chụp ảnh quăng hết túi ra. Chị ơi, chị quay. Em lại quên không mặc áo phông okay. Sao? Là nhanh có vào đây rồi nhanh. Chị Quỳnh quay em đi. Đuổi ra đi em quay chị. Một người từ từ. Thôi hai chị em đi. Từ từ đã. 1 2 3. Quay quả hồng chụp. Rồi. Quay đoàn đội. Em vào đi, các bạn cầm cầm cầm. Em phải xin phát mấy chiều xuân nhỏ. Hi, vui quá, vui quá. Đây chụp đi. Em cho chị vào đại sứ du lịch Cao Bằng nhé, xem nhá. Tin nóng Cao Bằng đây, Cao Bằng hóng đây. Nhìn lên kia để chụp nhanh khẩn trương. Mời nó vào đây, Cao Bằng hóng nè. Cao Bằng hóng chụp ảnh nè. Vào hết. Nó rồi cả nhà mình ngồi hết, nó phải hết rồi, hết rồi, đẹp quá. Khẩn trương. Cả nhà vào đây. Cả nhà vào đây, tí chụp riêng sau. Còn đang livestream mà còn đang chụp ảnh chứ. Trời. Ông nọ còn chụp ông kia nữa. Không khổ. Mình quay quả hùng cong mông lên chụp ảnh. Đúng rồi, sẽ xem. Ông nọ chụp ông kia. Nhanh cẩn trương một chút khác kìa. Đẹp không? Lui sang đây, lui sang đây. Ông làm cái quả biển này xong rồi đi nhá. Xong rồi vào phần khác rồi nhá. Không hết, anh nhắn không chụp. Che mặt kìa. Quay. Từ 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 từ, giãn giãn hết ra anh đứng giãn ra đi lấy một bằng sông Quây Sơn nha cả nhà nha. Ok đi thôi. Cho em kiểu riêng cô ơi. Đi cho em kiểu riêng nào. Chưa được kiểu riêng ở cái biển này. Cho chị đi. Chị ra đi, xong rồi chị. Tự nhiên mạng không mấy con nét đâu nhỏ. Cả nhà xem con nét không ạ? Đẹp quá, tí nữa đi vào thác còn đẹp hơn cơ. Hay tí lại phát nhỉ? Đúng rồi. Ôi, trời đẹp thế, tí cho chị phát nhỉ? Rồi, tí em chụp cho chị. Cho chị phát. Ôi, Trung Quốc à, bên kia là Trung Quốc, còn bên mình là lễ hội du lịch thác Bản Dốc. Ngày thứ nhất. Đúng rồi, nào chị Hương em chụp một tí em đẩy lên cho. Em cầm hộ chị cái này live stream căng cảnh lung tung để chị chụp phát. Nào, chị thả hết cỡ đi. Chị bung lụa luôn đi. Chị bung luôn. Rồi. Chị cứ tạo đi. Ok. Rồi. Đẩy lên nhóm thôi. Mãi thế này thì không chụp được ảnh. Đấy đi rồi, thoải mái. Ôi, để chị thay đôi dép trắng này ra chụp cho đẹp nhỉ. Cứ mãi livestream xong sau này Facebook có cắt dép phát lên xong. Quay video thì vẫn hơn. Bây giờ chúng ta tiến sâu vào thác Bản Dốc nha. Thêm một đoạn nữa là đến thác rồi đây. Đội mình rất ăn chơi, có tổ chức, chơi cả cờ đỏ sao vàng, rất dễ tìm. Mặc dù không ngủ được, đầu giật binh binh, nhưng mà đi chơi vẫn phải cố cả nhà. Ôi chuồn chuồn này, lạnh trời cho tối nay mưa thuận gió hòa để Cao Bằng làm lễ này, bao nhiêu công lao chuẩn bị tập dượt được thành công. Đây là thác Bản Dốc nha cả nhà nha, đang tiến vào thác Bản Dốc lễ hội. Đây là hoa phù dung này, suối này, đẹp quá.
cả nhà xem có nét không? Trời bắt đầu đang chuyển sang sẩm tối. Vào đây mới vui nè. Hôm nay vui lắm. Bây giờ mọi người dân đang từ các ngã đường đổ về để dự lễ hội Tháp Bản Dốc. Bây giờ là đang tuần lễ văn hóa du lịch Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng đã chuẩn bị bao nhiêu ngày nay để có những màn trình diễn thật xuất sắc để gửi tới khán giả tối nay. Có lẽ là sẽ truyền hình trực tiếp trên kênh Trung ương hoặc kênh Cao Bằng. Chúng ta đã tiến gần đến tháp. Cái cây sung này đi nhiều lần rồi, nhìn thấy vẫn nằm ở đây. Và hôm nay đã được treo đèn kết hoa. Thật sự là hôm nay thác nước rất là đủ nước và rất là đẹp. Bởi thế cho nên là trời ơi, đẹp không thể tưởng. Đẹp không tưởng nổi luôn ấy. Cả đời mình đi thác mấy lần rồi nhưng mà chưa lần nào được mỹ mãn. Đâm ra là lần này là mỹ mãn nhất ấy. Vâng, tự vì là có mấy lần khô và một lần bị lũ. Không ra. Hôm nay đẹp sao? Lắm ấy. Không ra làm sao, chưa toại nguyện. Hôm nay mình đi là quá hợp lý. Ra nhanh còn kịp đi bè hả? Ôi chắc chỉ check in thôi em ơi. Bè mảng gì? Ô vẫn chưa đông đâu em ạ. Mọi người mới đang đổ vào thôi. Nè. Đẹp này. Livestream thì livestream mấy tí vẫn phải quay. Sau này Facebook cắt mất thì chết. Dạo này Facebook hay cắt lắm. Ôi, thác đẹp lắm chàng ơi. Đầy đủ nước trắng xóa bọt bay. Đội. Đoàn mình đã đi đến tận kia rồi kìa. Đi bè vào chân á. Sợ đông quá không có bè mất. Trang ơi, hôm nay em không vào được à? Tối mai về Cao Bằng gặp nhau nhá. Tối mai cà phê nhá. Eo ơi, sáng 5 giờ mưa thế là đoàn đến nơi nửa tiếng sau tạnh đến bây giờ đó. Chả hiểu sao thời tiết nó cứ đẹp. Số nó cứ may may. Trung Quốc đây nhá cả nhà nhá. Có nét không cả nhà ơi, không biết mạng của em có khỏe không. Ôi, đẹp quá, chưa đông. Cái này sẽ được chỗ đứng rất là đẹp. Chơi ở đây đến 10 giờ đêm xong rồi là nghỉ ở homestay Khuổi Ti, rất là đẹp. Đẹp quá, hôm nay nó đẹp lạ thường. Đấy, Trung Quốc họ xây dựng đẹp chưa. Họ phải đi ở bên phía vực kia rất là gian khó mới xem được. Còn bên mình thì nằm ở ngay cái thung lũng này cho nên là rất là dễ tham quan và có một cái sân rất là rộng. Ôi, sân khấu hoành tráng lắm. Quá hoành tráng. Ôi, mọi người chụp ảnh rồi. Em cứ mải livestream. Nhanh lên nào. Cứ livestream bên này thì livestream thì mọi người đi đến chụp ảnh hết rồi. Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Đợi cháu tí, cháu đang live stream. Ui, ở đây đã thấy hơi nước nó bay vào mặt rồi. Em còn nói chim. Không muốn cho mọi người xem cùng. Đây, cứ đứng ở bên cạnh. Mua ra quăng mép ra. Lấy cảm hứng từ những chất liệu và hoa văn đặc trưng của các dân tộc anh em cư trú tại Cao Bằng. Nhà thiết kế nào?